quay mụn trước đi. Ủa mấy cái ly tì đài như phong mày. Dạ. Trời. Chập vô thái mới thái trời này. Ồ, vô tư buồn. Ôi trời trời. Cũng còn nhiều lắm chị. Ừ. Cả cái nào tóc xuống. Nè nè nè, đưa đưa ta chỉnh cái điện thoại cho nó khỏi tắt màn hình á. Chứ nó tắt hàng mất công. Ấy cha đang quay. Vô chỉnh nè, vô chỉnh nè, quay, quay khan. Chỉnh cái mà không nó cali nè. Chế độ không không tối màn hình á. Không 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 tắt á. Máy dài á. Em cali vô bấm xuất cái không là được, vô cài đặt á. Đang quay mà cứ quên kho. Rồi vô chỗ lại cái nó đi. Cái trang á, cái trang á. Vô được chưa? Vô được chưa em? Sau cùng đi. Nhưng mà Thuận nhớ nói nhỏ, nói từ từ tôi nghe. Nó từ từ thôi mới nói giống như là lùa như thế. Và kênh của tôi hiện tại đang bị từ chối kiểm tiền do vì sử dụng lại nội dung. Hôm nay tôi quay cái video này để các bạn dễ dàng nhận thấy được mọi thứ trên video của tôi đều trùng khớp với khung cảnh hiện tại, từ nhân viên, giường, đèn hay là tủ hay là khăn. Tôi quay lại video này để giới thiệu cho mọi người biết được cách chăm sóc da là như thế nào, cách điều trị mụn là như thế nào. Và sau đây là quá trình sản xuất video tìm mụn của bên tôi.
Vâng, và con hy vọng YouTube sẽ đặt lại kiếm tiền cho kênh của tôi. Cảm ơn. Chuẩn rồi đó. Ít bữa là Kali sẽ qua như đó Kali ngài. Nó cũng dễ mà đúng không Thuận? Cái này không? À đúng rồi, xíu nữa lên lầu 2 đi. Thôi sáng này quay luôn đi. Thôi. Tụi bay cốt cái link chưa? Biết cái link mô link mô chưa? À, ở dưới á, phần dưới của cái nó. Xí nè em. Em vô đây xong rồi em vô cái phần dưới á của cái cố gắng. Nặng nhẹ lắm rồi đó. Nặng chứ mấy cái này. Đi thả nước rồi. Rồi. Kênh của tôi đang bị từ chối kiếm tiền vì sử dụng là nội dung. Các bạn có thể dễ dàng nhận thấy được mọi thứ trên kênh YouTube của tôi đều trùng khớp với khung cảnh hiện tại ở đây. Chúng tôi quay lại những video như thế này để hướng dẫn cho mọi người biết được cách chăm sóc da là như thế nào, điều trị mụn là như thế nào. Và bây giờ tôi sẽ cho các bạn biết quá trình sản xuất video của bên tôi là như thế nào.
và tôi hy vọng YouTube sẽ bật lại kiếm tiền cho kênh của tôi. Cảm ơn. Chắc chắn rồi.